và xin chào mừng tất cả quý vị các bạn chúng ta đến với sân bóng đá Duy An. Và như vậy là tiến đội bắt đầu trận đấu đầu tiên, trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ đó là Mỹ Hưng 530 và Báo FC cũng đã được bắt đầu. Mà với anh em chúng tôi, anh em ekip chúng tôi thì gọi nó là Red Shower, có nghĩa là giờ cao điểm. Boom! Bàn thắng được ghi ở giây thứ 3 với bộ trang phục toàn xanh. Họ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Chúng ta đang xem lại bàn thắng mở tỷ số của số 20 Văn Đô. Những gì mà chúng ta muốn thấy. Và xem lại tình huống vừa rồi của thủ môn bên phía câu lạc bộ. Lại là những tình huống hãm thành của cầu thủ câu lạc bộ. Câu lạc bộ Mỹ Hưng tình huống này đã không vào. Có vẻ như thủ môn Danh Mạch một lần nữa lại là người có phản xạ tốt. Phải chắc chiêu bàn thắng thì các cầu thủ xanh buồn phải làm. Tình huống dưới đất đó biết cách tận dụng những quả đá phạt giống như vậy. Chúng ta xem lại bàn thắng sát mặt tỷ số của Anthony. Không vào. Tình huống đó một lần nữa. Để xem liệu có phải đó là một tình huống phạt đền hay không. Quang Tần hai cái bóng xanh. Lại thêm một cái bóng nữa, ba người rồi. Càng ngang vào phía trong. Tỷ số lại mở dành cho Mỹ Hưng 5-30. Thắng vừa rồi. Cầu thủ trực của câu lạc bộ FC cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ áo xanh và đi vào lưới. Thật sự là tâm 100 kg. Người cũng đang có chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi của Tam Tạ. Tam Tạ là người đã tự cứu thua và sự sau đó đã tự ghi bàn cho mình. Thủ môn Danh Bạch đã chọn sai vị trí đứng rơi quả bóng và cứ cho quả bóng nãy qua đầu anh và đi vào lưới. Phát bóng lên dành cho thủ môn Danh Bạch. Duy Khánh mở bóng rồi không vào. Đó là cầu thủ không số. Chúng ta cùng để xem. Dứt điểm không vào. Bóng bay vào xa. Dứt điểm không vào. Đó vừa rồi là của số 19 mà có đến tận 2 số 19 lận. Vậy là anh ta là viết là Văn Hoàng. Không biết liệu anh ta có phải tên Văn Hoàng thật hay không. Phá bóng lên cho thủ môn Tâm Tạ. Hơi khó cho Lộc Phu Hồ. Càng giữ bóng nhiều trong chân, cá thủ đen càng áp sắc. Là gì? Vừa đang là Vĩ. Được chuyền cái. Không nguy hiểm không vào. Rồi là của Anthony. Phản công dành cho câu lạc bộ Mỹ Hưng 530 không vào. Đợi xem. Giữ điểm với những tình huống cố định. Bóng chạm vào. Đây là tình huống đi bóng của cầu thủ bóng số 8. Chuyền bóng vào. Xử lý coi, dưới điểm đi, không vào. Lần này chúng ta phải dành những lời khen ngợi dành cho thủ môn Tâm Tạ. Đó là quả bóng của đối thủ đã bị thủ môn Tâm Tạ xuất xa không vào. Hono thủ môn Danh Bạch. Chúng ta xem lại cú đá của đối thủ không số và tình huống một người đã bóng cứu thua thì có lẽ tỷ số bây giờ đã là 3-0 rồi. Không vào. Đây này có phải là tình huống phản công dành cho Mỹ Hưng 530 không? Không vào. Hoàn đồ
Vừa chọn vị trí tuyệt vời của thủ môn bên phía câu lạc bộ Báo MC. Xuất sắc không vào. Đôi khi cái chúng ta cần là được nhìn thấy những tình huống bóng như vậy. Danh Bạch cực kỳ nguy hiểm không vào. Cái lưng của Danh Bạch đã cứu cho cao thủ câu lạc bộ Báo MC. Anh đâu không vào. Vẫn còn. Như thế nào? Lỗi là của thủ môn Tâm Tạ. Dứt điểm và chúng ta cùng xem lại bàn thắng này. Không vào. Miếng 5-30 nhưng mà họ đã không thể cầu giờ. Đây là cơ hội để cho đội bóng giành ngôi. Không vào. Sự Tâm Tạ đang trên con đường trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử của tỉnh Long An. Liệu có một dấu chấm hết? Không, chưa có. Nó mới chỉ là dấu phẩy mà thôi. Chẳng đoàn lại được quyền kiểm soát bóng. Sút xa không vào. Không vào. Tâm Tạ sự đẹp từ xa. Có chúng ta xem lại tình huống này. Tuấn Phát là người đã ghi bàn thắng sân bằng tỷ số. Miếng 5-30 sẽ là người lên sướng. Cầu thủ bước lên chấm penalty đầu tiên đó là cầu thủ mặc áo số 28. Khoan đã, số 20 Vàng Đô. Vàng Đô sẽ là người thực hiện quả penalty đầu tiên. Vàng Đô và Danh Bạch vào đó. Không vào. Chúng ta xem lại quả penalty này. Thủ môn Danh Bạch đã chấp theo phong cách của Bùi Tiến Dũng, đó là anh ta đợi đối thủ của mình sút rồi sau đó mới đấu người. Và anh ta thành công. Quả sút đầu tiên của Minh Hưng 5-30. Tạch. Đến lượt cao thủ câu lạc bộ Võ Xì lên sướng coi. Sử điểm tuyệt vời. 1-0 cho Báo MC. Đến lượt cầu thủ thứ hai thực hiện loạt penalty cho câu lạc bộ Mỹ Hưng 5-30. Chủ động đại sơn một đầu. Ôi có chuyện gì vậy? Một điều rồi các bạn ơi. Nhưng mà các cầu thủ câu lạc bộ Báo MC họ có lợi thế hơn. Nếu họ thành công ở loạt đá này họ sẽ nâng tỷ số lên 2-1. Các khán giả chúng ta xin đứng. Và không vào. Khán giả chúng ta đứng ở phía dưới màn ảnh của chúng tôi xin đứng xích qua một bên. Chúng tôi không nhìn thấy được góc quay. Trọng tài đã phải yêu cầu cao thủ dự bị họ đứng vào một không gian để cho chúng tôi có thể tác nghiệp rõ ràng hơn. Một đều tuyệt vời quá. Giờ đây là ai đây? Đây là cầu thủ mặc áo số 12. Không biết là huyền thoại Sơn Duy An, Duy Khánh có thực hiện luân lưu không nhỉ? Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Tuyệt vời. Mỹ Hưng 5-30 vươn lên dẫn trước 2-1.
Đây là lần sút thứ mấy rồi nhờ? Lần sút thứ ba rồi. Cái đội đều đã có một lần sút bóng và đây là DK. Người thực hiện lần sút thứ ba cho Bá MC. DK. Bây giờ ấy cay thật nhỉ. Quá đáng tiếc. Bóng bay vọt xa. Và đây chính là gol mà chúng ta muốn nhìn thấy đây. Người sắp được tặng thưởng là sân bóng đá Duy An. Duy Khánh và Giải Thanh. 3-1 cho Minh 5-30. Và đây đã là sút thứ tư rồi, có nghĩa là nếu như mà các thủ môn MC không thực hiện thành công quả đá này thì Minh Hưng 5-30 sẽ trả 3. Tạm đợi xem. Như vậy là chúng ta sẽ còn phải đợi thêm một loạt đá nữa. Và nếu như mà cao thủ câu lạc bộ Minh 5-30 không thành công thì chắc chắn Bá MC sẽ có cơ hội để gỡ hòa. Còn nếu như mà Minh 5-30 thành công thì Bá MC vẫn